Thưa quý vị, tình trạng đò dọc đò ngang trên tuyến sông Hồng qua địa bàn thành phố Hà Nội thiếu các trang thiết bị an toàn trước mùa mưa lũ vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Điều dễ nhận thấy nhất tại các chuyến đò sang sông đó là hành khách và chủ đò đều có tâm lý chủ quan không mặc áo phao. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Khi lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội bất ngờ kiểm tra chiếc phà mang số hiệu HN1577 đã phát hiện hàng chục hành khách sang sông Hồng đều không mặc áo phao hoặc cầm tay phao cứu sinh. Đi phà này cũng nhiều, thế là thấy trên phà thì chủ phà thì cũng nhắc nhở hành khách là nên mặc áo phao. Thế là thực ra thì đi phà thì chúng tôi mặc áo phao vào lắm, cũng cảm giác nó mất thời gian. À, từ đây sang bên kia thì cũng chỉ mất khoảng 10 phút thôi. À, thì có thể do cái chủ quan của hành khách. Mặc dù hành khách phớt lờ với việc mặc áo phao, nhưng chủ phà là ông Trần Văn Đạt lại cho rằng bến chưa bao giờ xảy ra tai nạn. Thêm vào đó, do trời nắng nóng nên nhân viên cất áo phao. Có phao, áo phao thì nói chung là anh em là trang bị đầy đủ. Nhưng hôm nay nó đúng nắng quá, đưa đến tay họ không mặc. Đấy. Có những hành khách có khi họ còn bảo là nó quẳng xuống, họ không mặc. Thế còn ở phương tiện là ở bến là coi như anh em trang bị đầy đủ. Theo quan sát của phóng viên VTC14, bến phà Cẩm Khê hiện chưa thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông như chủ động phát áo phao cho hành khách, treo phao dọc thành phà. Nguy hiểm hơn, bến phà này hiện đã được cấp phép chở ô tô. Vì thế, việc không chấp hành đúng các quy định khi tai nạn xảy ra, thiệt hại sẽ khó lường. Là không có, ít khi lắm, nhưng mà ở bến này chưa xảy ra lần nào cả. Nhưng mà nói chung là trên đò là vẫn đầy đủ hết. Đến lúc ký thì kho áo phao hoặc là trang thiết bị để mình ấy là vẫn đầy đủ hết. Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay đã xử phạt hàng trăm trường hợp đò dọc, đò khách ngang sông vi phạm luật giao thông đường thủy. Tuy nhiên, nhiều trường hợp sau xử phạt lại tái diễn vi phạm trở lại sau khi lực lượng rút khỏi địa bàn. Trước khi đò xuất bến thì phải nhắc nhở những cái hành khách là mặc áo phao trước khi lên đò. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì cũng có một số hành khách là không chấp hành nghiêm cái tuyên truyền, cái vận động của chủ đò cũng như là cái nhắc nhở của cảnh sát đường thủy. Thì sắp tới chúng tôi cũng sẽ tăng cường hơn nữa trong vấn đề nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp hành khách không mặc áo phao. Những năm qua, nhiều vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra và gây thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân là do sự chủ quan của cả người đi đò, phà và chủ phương tiện. Nếu không có những giải pháp căn cơ và triệt để, những chiếc đò đầy không một hành khách mặc áo phao sẽ còn tiếp diễn trên sông Hồng.